Y là ở ngoài thân tâm hay trong thân tâm, thường có một sanh y hay nhiều sanh y liên tiếp. Từ bỏ sanh y là quan sát sự sinh diệt của nó hay sự diệt trừ nó. Chúng ta sống với nhau ở thế gian là dựa trên những cái mối quan hệ. Thành ra đó, trước khi mà chúng ta mở lời thì tốt nhất là chúng ta mở lời bằng một cái sự suy nghĩ, một cái sự suy xét và một cái tự tâm. Như vậy đó, các cái mối quan hệ của chúng ta nó sẽ trở nên nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn. Bản thân sư không là cái gì hết. Nhưng mà nếu như mà quý vị nghĩ là chúng ta đánh đố nhau thì nó không nên, thì nó không nên. Là sư trả lời vấn đề của quý vị như thế này. Đầu tiên đó, sanh y là cái gì? Mình phải hiểu. Sanh y upati. Upati có mà các ngài dịch là sanh y. Thì cái sanh đó, nó mà sư e là cái từ này có lẽ là trong cái Hán Việt đó, thì cái người Trung Quốc, cái người Trung Quốc có lẽ họ chắc họ cũng khó hiểu. Bởi vì nó là cái từ ghép. Upathí đó có nghĩa là cái nền tảng, cái cơ sở mà bởi bởi những cái đó đó nó đưa đến cái sự tái sanh, nó đưa đến cái sự hiện hữu ở trong đời sau kiếp khác. Bản thân nó là sự dính mắc, bản thân nó là sự dính mắc, như là những cái sự ô nhiễm hoặc là tham ái đấy, thì nó là upathí. Thì các ngài dùng cái từ là sanh y. Thì tại sao các ngài lựa chọn cái nghĩa đó? Tại sao các ngài lựa chọn cái nghĩa đó? Sanh là nói đến cái sự tái sanh. Y có nghĩa là nương nhờ. Sanh y đó có nghĩa là những cái mình nhờ vào nó mà chúng sanh đi tái sanh từ kiếp này qua kiếp khác. Thì các ngài gom gọn nó lại thành cái từ sanh y. Chúng ta phải hiểu cái thuật ngữ. Thành ra đó, sanh y là upathí, là cách một cách nói khác của những cái sự ô nhiễm mà chính bởi chúng ta dính mắc vào sự ô nhiễm đó nó đưa chúng ta đến cái sự tái sanh ở đời sau kiếp khác. Upathí nó có hai. Thứ nhất là những thứ ở bên ngoài. Ở bên ngoài là gì? Đó là những đối tượng như là những cái hình ảnh hợp ý, những cái âm thanh hợp ý, những cái mùi hợp ý, những cái vị hợp ý, những cái xúc chạm hợp ý, những cái vật chất như là giường chiếu, quần áo, y phục đấy, rồi cho đến là đàn ông đàn bà, vợ con chồng đó, chồng con đó, rồi vợ rồi cha mẹ anh chị em, cho đến làng mạc, xóm làng, quốc độ, xứ sở. Nói chung tất cả những cái gì mà nó đưa đến sự liên ái, nó là bên ngoài. Cái thứ hai đó là ở bên trong, ký lê xá, là cái sự ô nhiễm nội tại. Đó là gì? Sự mong muốn, sự luyến ái, sự tư duy tầm cầu về các dục đấy, cái niềm vui thích trong các dục, sự tham ái trong các dục, sự yêu mến trong các dục, sự nồng nhiệt trong các dục, sự mê mẩn trong các dục, sự bám chặt vào các dục, sự lôi cuốn của các dục, sự gắn bó với các dục, sự chấp thủ ở các dục,
sự che lấp. Khi chúng ta có những cái đó thì chúng ta bắt đầu che lấp, che lấp những cái sự mong muốn về dục, thì đó chính là cái sự ô nhiễm. Thành ra cái sanh y upathi nó có hai cái, một cái là bên ngoài, một cái là bên trong, một cái bên ngoài, một cái bên trong. Sư đang nói dựa trên bộ Niddesa, bộ Niddesa. Rồi khi mà nói về cái sự từ bỏ sanh y đó, upathi quy quê cá có nghĩa là gì? Đó là khi chúng ta cắt đứt cái nguồn. Còn hỏi là cái sanh y này là nó là một hay là nó là nhiều, thì sư cũng đã trả lời luôn rồi. Tất cả những cái mà nó đưa đến các cái dục, những cái sự dính mắc, những cái ô nhiễm đó, thì nó là sanh y. Chẳng qua là trong vô số những cái sự dính mắc đó, khi chúng ta kết thúc cái sự sống thì chúng ta sẽ kết thúc bằng một cái sự, bằng một cái nghiệp. Và chính cái nghiệp mà cận tử đó nó sẽ đưa chúng ta đi đầu thai ở kiếp đời sau, kiếp khác. Đấy. Và bản thân nó đó, chẳng qua là nó trổ vào cái lúc cận tử thôi. Nhưng mà nếu như không có nó đó, thì những anh khác thì anh cũng sẽ làm thay cái việc đó. Giống như một dòng sông mà khi chúng ta cắt ngang cái dòng sông đó, thì những cái giọt nước mà chúng ta cắt ngang đó thì chúng ta xem nó giống như là một cái sự khởi đầu mới của một cái dòng chảy. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không cần toàn bộ những cái giọt nước còn lại. Đấy. Cho nên toàn bộ những cái sự dính mắc, những cái sự luyến ái và những cái vật mà dính mắc, luyến ái nội hay ngoại, bên trong hay bên ngoài, nó đều là thứ dẫn chúng ta đi đến tái sanh. Và cái việc mà từ bỏ sanh y, upathi quy quê cá có nghĩa là gì? Là khi chúng ta cắt đứt những cái sự dính mắc đó, có nghĩa là nó là cái nguồn nhiên liệu, cái gốc rễ đưa đến tái sanh. Thì khi chúng ta cắt đứt đó, thì đó nghĩa là chúng ta từ bỏ sanh y, cắt đứt những cái sự trói buộc để đưa đến sự hiện hữu ở đời sau, kiếp khác. Đó là gì? Đó là sự thực hành đạo đế để chứng được diệt đế. Đó là sự thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Khi anh thực hành những cái chuyện đó thì nó sẽ đưa đến cái việc là anh không còn cái sự chấp thủ nữa, anh không còn cái nguồn nhiên liệu để tái sanh nữa. Thì khi đó anh được gọi là một người đã từ bỏ sanh y. Còn khi mà anh đang thực hành mà anh chưa chứng đắc gì hết thì người ta gọi anh là một người đang thực hành để từ bỏ sanh y.